Ngon không? Cà lem ngon không? Nút rồi. Thứ ơi. Nè. Có quay được không? Ta cũng biết bị quay cà lem. Em em phụ cho. Nút. Út nhìn Út rồi. Nhìn Út rồi. Ăn giống như con mèo. Đây nè. Con né chị nè. Nó biết quay. Gái của em chờ em không? Nó né à. Hỏi nó ăn ngon không? Nó ngon. Ngon không? Ngon con? Né. Ngon. Ngon con? Cà rem ngon không con? Gái cưng. Cà rem ngon không? Đút cha ăn đi. Đâu phải đứa nít tàu cũng được ăn cà rem giống con đâu. Tại vì không có mua được cà rem. Cái tay nó lên nó. Cái giọng á. Giọng yêu. Lúc lúc. Mày núp rồi, núp 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 cái giấy, đợi cái tay nó. Nó không ăn. Bé Điệu ơi, bé Điệu. Bé Điệu ăn cà rem hả? Ngon không? Bé Điệu ơi. Bé Điệu ơi. Sữa ơi. Cà rem ngon con? Nó cũng mất chất hết. Trời ơi. Con còn nhỏ ơi. Phù nó. Thôi ra không phải lúc mình nó khóc á. Ủa trời khóc á. Khóc chứ sợ gã nó đi xa đó. Ê, thôi. Đúng rồi, đây. Cho mẹ ăn vậy. Rồi đậu ra luôn rồi. Nổi. Cho mẹ ăn nhé. Dướng rồi, dướng đồ rồi. Ê, cho mẹ ăn. Không bớt đi. Thấy mẹ ăn, đâu có trò đâu. Hồi giờ còn gục xíu xíu không có trò. Hồi nãy cũng chơi chứ. Quay vô quá luôn. Qua đây coi. Không cho ăn. Giận rồi. Qua đây coi. Nó. Không. Sữa 1 tuổi ham ăn nè. Cái gì cũng đòi ăn, ăn cái gì cũng xin nè đó. Sữa ham ăn nè. Đó mọi người thấy thấy chân dung có cô gái ham ăn chưa? Là chàng trai nào à, đừng để ý tới cô gái này nha. Đó, thấy cô gái này ham ăn chưa? Đó. Đó, này là hai chân dung của hoàng tử với công chúa nè. Đó. Hoàng tử thì cho ăn không ăn, còn công chúa thì không cho ăn. Bây giờ múc ăn rồi. Ngon không gái? Cái ơi.
nhớ đăng ký nha các bạn. Rồi rồi. Nhớ đăng ký nha các bạn. Súng mạnh ghê cha. Cái này nó làm như cái quảng cáo. Quá trời luôn á, rồi không? Thôi con. Nữa. Xuống đây ngồi, xuống sao đi. Để mẹ quay em mà. Xuống sao mẹ con nè. Sao? Sữa ơi. Dài hả? Mang dài hả? Quay qua đây nói mẹ kêu mẹ mang cho. Dạ. Dạ. Dạ đi. Dạ. Dài, ờ dài, ngồi, ngồi xuống. Mang cho. Dạ mẹ đi, mẹ mang cho. Mang cho nè. Dạ. Đây. À. Giỏi. Đưa chân ra. Đưa chân ra, ngồi xuống, đưa chân ra anh hai mang cho con. Đưa chân ra nè. Dạ. Không biết mang. Dạ. Không biết mang. Bên cầm bên quay mẹ đi, mẹ mang cho em. Lấy tay ra, lấy tay ra. Quay em sửa thôi nha, không có quay mẹ. Không có cập. Nè, dưới chân nè. Dơ. Quay nè, nhìn dưới chân nè, mẹ mang dài cho em nè. Dạ. Ờ, dài, ờ. Thôi tự lên mẹ con lướt mắt. Dạ. Dài đưa chân kia. Cảm ơn mẹ đi. Đây. Nằm xuống ngủ đi. Nằm xuống ngủ. Bầu ở đây. Đừng có nói là nhạc nữa. Sao Biên cứ đi ngang qua quậy Biên? Cái mũi đâu? Cái mũi đâu? Giỏi quá. Sữa đâu? Chờ sữa đâu? Dạ. À, à, nè hả? Dạ. À, gà hả? À, dạ. À. Dạ. Quay, dạ không quay đâu. Không muốn quay. Không quay nha mẹ. Không muốn quay. Cái gì con? Nó đang ngủ hả? Sữa. Cái gì? Nhỏ. Nhỏ hả? Đóng cửa lại hả? Cái gì quá trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.